Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 2 tháng 5 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, trong ngày mai các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng từ phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng hơn những ngày trước đó. Trưa chiều có thể tăng lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Một số nơi như là tại Sông Mã, Sơn La có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ ngưỡng 35 độ. Riêng với các tỉnh thuộc Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên có thể xuất hiện mưa rào nhẹ về đêm và sáng trong thời đoạn ngắn. Lui xuống các tỉnh thuộc Trung Bộ, vùng thấp nóng phía Tây tạo hiệu ứng phơn nên nhiệt độ tăng nhanh. Cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ ở mức từ 32 đến 35 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là tại Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Quảng Bình, nhiệt độ có thể đạt trên ngưỡng 36 độ. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 31 đến 34 độ. Một vài nơi thuộc Quảng Nam hay Quảng Ngãi có thể xấp xỉ 35 độ. Nắng nóng sẽ còn tiếp tục tăng hơn trong những ngày tới tại các điểm vùng núi. Nhiệt độ có thể vượt trên 40 độ. Người dân nên đặc biệt lưu ý đến sức khỏe để tránh đổ bệnh do điều kiện thời tiết. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai, thời tiết hầu như biến động không nhiều, ngày nắng, nắng nóng vẫn xảy ra ở miền Đông Nam Bộ. Thưa bà con, vào mùa nắng nóng, tảo trong ao sẽ phát triển mạnh, đặc biệt là tảo lam, tảo giáp. Ngoài vấn đề tiết ra độc tố gây hại cho tôm, thì khi tảo phát triển đến một giai đoạn nhất định từ 7 đến 10 ngày, sẽ xảy ra hiện tượng tảo tàn gây thiếu oxy trong nước, biến động pH và tích tụ khí độc, tức là thối nước gây chết tôm hàng loạt. Khi nhiệt độ nước cao, tôm bị sốc nhiệt hoặc do pH dao động trong ngày lớn hơn 0,5. Mặt khác, khi trời nắng nóng, nếu bật hoặc là tắt quạt khi đột ngột hoặc là kiểm tra tôm bằng nhá, vó nhiều cũng gây ra hiện tượng cong thân đục cơ trên tôm. Như hàng năm vào thời điểm mùa nắng nóng kéo dài cũng là lúc người nuôi tôm công nghiệp gặp khó khăn trong quản lý các yếu tố môi trường ao nuôi. Do đó, người dân nuôi tôm cần tăng cường quản lý chặt chẽ các yếu tố môi trường ao nuôi để có vụ nuôi tôm đạt hiệu quả. Trong mùa nắng nóng, môi trường ao nuôi luôn biến động, nhất là yếu tố pH, nhiệt độ nước, độ kiềm, oxy hòa tan cùng độ mặn tăng cao. Một trong những yêu cầu kỹ thuật mà tất cả người nuôi tôm công nghiệp đều phải thực hiện đó là ao trữ lắng. Nó không những cấp nước cho ao nuôi trong lúc cần thiết, nhất là lúc nắng nóng, độ mặn tăng cao, mà còn là nơi cắt đứt mầm bệnh lây lan từ bên ngoài khi vùng nuôi có dịch bệnh xảy ra. Hiện nay, bên cạnh nắng nóng, những cơn mưa trái mùa cũng xuất hiện. Đây là yếu tố rất bất lợi cho môi trường ao nuôi, bởi khi có lượng mưa cuốn trôi mùn bã, phèn trên bờ xuống ao nuôi, làm cho ao nuôi xuất hiện sự phân tầng nước, pH sẽ giảm thấp, tảo tàn, gây nhiều bất lợi cho tôm nuôi. Do đó, ngoài bổ sung dinh dưỡng cho tôm, cần theo dõi, quản lý ao nuôi. Để phòng tôm bị sốc, người nuôi tôm cần phải giữ mực nước trong ao nuôi từ 1,2 đến 1,5 mét, kết hợp chạy quạt sẽ hạn chế sự phân tầng nước, góp phần nâng cao hiệu quả vụ nuôi. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, khu Tây Bắc có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 67 đến 72%. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho tới 35 độ, vùng núi có nơi cao hơn. Độ ẩm trung bình từ 65 cho tới là 70%. Đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ tăng dần, với mức nhiệt thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình từ 65 đến 70%.
Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rải rác tập trung ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong cơn dông đề phòng có gió xoáy, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ, miền Đông từ 35 đến 37 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.